Luyến, anh bảo đây. Này, hết tình ấy thì còn nghĩa. Thế thì sống là phải tử tế, em hiểu không? Làm người ai làm thế? Em thương. Hả? Thế cái bé về một nuôi. Ơ kìa, thế con này. Luyến ơi. Thì... giờ mẹ chả biết đi đâu cả. Đi đâu đấy là việc của ba. Mà dọn cả cái ống đi này. Đừng để người ta nói tôi. Hay là con cho mẹ ghép nhà, mẹ sẽ chia tiền, được không? Thôi, chia chác cái gì? Tôi chả có liên quan gì đến bà cả. Tôi như thế là tôi quá tử tế với mẹ con với bà rồi. Đấy, con trai, con dâu, cháu nội của bà đấy, bà đi mà tìm, ở cùng cho nó sướng thân. Gia đình ruột thịt, máu mủ của bà ấy. Chứ còn tôi ý, tôi chỉ là người dưng tôi. Mẹ, sao bố mẹ làm thế này với con? Chẳng còn cái cách nào khác cả. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, hết nước hết cái rồi, mày có nghe đâu. Để đến như thế này rồi, chịu. Con xin bố mẹ, bây giờ nhà con chưa biết thế nào, nên bố mẹ cũng từ con thế này. Bố mẹ bảo con phải sống làm sao ạ? Sống như thế nào thì kệ mày. Mở mồm ra là con sống ở nhà chồng con sẽ phải chết ở nhà chồng con không đi đâu cả. Thế bây giờ mày chịu một mình đi, mày đừng có lôi kéo bố mẹ đẻ mày vào. Thôi thôi, ký đi, dù thì chả liên quan gì hết. Đấy, bà làm chứng cho tôi. Đây, con ký vào đây này, ký đi cho yên cửa yên nhà. Bố, đây con ký chỗ này. Đấy, đây cho ký đây. Sơn ơi, đi. Nào rồi, Tiền Long nào, đừng tưởng nó là chết mà đã là xong nhá. Nó không giả được thì bà phải giả, vợ nó giả, bố mẹ vợ nó giả, anh chị em họ hàng nhà nó phải giả. Này, tôi đã nói với anh ở ngoài kia rồi, vợ chồng tôi không liên quan đến việc này. Này, xem đi. Giấy từ con đấy. Từ con cả. Thế cho nên từ giờ trở đi,
đừng có đến nhà tôi làm phiền nữa. Đến lần nữa là tôi báo chính quyền đấy. Mẹ con nhà này như nào? Sao các người ác thế hả? Các người có để cho tôi khóc con tôi không? Các người có vợ chồng con cái không? Có người mất xác ngoài biển không? Các người có tiễn người đi mà không đón được về không hả? Sao các người ác thế? Ông trời ơi, ông trời ơi, ông có mắt không? Ông trời ơi, sao mà để mẹ con như tôi khổ thế này? Ông trời ơi, ơi ông trời ơi, con ơi. Thôi, 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 thôi. 3 ngày nữa mà không có tiền, ra ngoài đường mà rên nhá. Giúp người ta một tí thì chết à? Đàn ông đàn nàng bảo sao vợ nó bỏ. Này, con lươn lươn kìa. Tao đang bận ăn bánh kìa, mày có đụng chạm gì đến mày đâu. Hả? Cái con chồng bỏ kìa. Anh liên, liên để anh. Tại sao em lại đầy đạn tuấn thông ngọc ngà của em thế này? Em chỉ cần hô lên một tiếng thôi, sẽ có một chàng trai cao to đẹp dai giúp đỡ em. Anh Nhật nay đổi nghề à? Đâu, anh vẫn bong bóng thối mà. Tức là thổi bong bóng đấy. Nhưng mà luyến cần là anh có, mà luyến khó có anh ngay. Em chả dám phiền anh Nhật đâu. Sao giọng nó lại xa cách thế? Mà em là đàn bà con gái nhá, em cứ làm nặng thế này ấy, nhan sắc nó xuống nhanh lắm. Em à? Em làm gì có nhan sắc mà sợ bị xuống? Bậy nào! Em mà không có nhan sắc thì khác gì cả cái khu chợ trái cây này không có hoa quả. Anh Nhật cứ đề cao ông quá thế chứ. Em thì cũng chỉ là cái loại gái chồng bỏ chồng chê thôi. Thằng nào nói? Thằng nào nói anh vả cho vỡ mõm? Thằng nào? Thằng nào? Anh gì? Thằng nào nói là em đập cho vỡ mặt luôn. Em chỉ cần hô lên một tiếng thôi nhá, anh sẵn sàng quỳ dưới chân em. Thậm chí nằm dạp dưới chân em luôn. Thôi 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 thôi, anh chém gió ít thôi. Thế bây giờ có giúp người ta không? Bê luôn. Từ từ thôi. Nát hết của em bây giờ. Đúng là con luyến lườn. Chết mất xác. Làm con này tốn bao tiền vàng mã 5 năm rồi. Khốn nạn. Mày ông mày bắt mày tận tay dây tận mặt mày nhá. Anh sẽ đưa em đến chỗ lãng mạn. Đâu? Đây. Đấy. Gì vậy? Mở ra. Mày khốn nạn. Mày khốn nạn. Mày khốn nạn. Con đàn, mày bệnh đàn, con đàn, mày bỏ ta. Con đàn, kêu. Dây vào. Con Như! Chính là mày! Mày chị! Chính là mày! Chưa là... Chính là mày! Chồng tao làm gì mày mà mày nỡ ra tay sát hại chồng tao như thế à? Cũng vì cuộc sống gia đình với chồng tao phải lặn lội lên đây kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Mày! Chính mày dụ dỗ chồng tao để lấy tiền nhưng mà không được nên mày... Mày quẫn, mày ra tay, mày sát hại anh ấy như thế đúng không? Này 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 này, cô Mỹ này, vẫn biết cô là hay oang oang, nhưng mà ở chỗ này yêu cầu cô bé bé mồm lại được không?
Bây giờ nó đâm ông như thế thì vợ ông có như tôi không hả? Mà ông nói tôi như thế. Con kia, tại sao tao hỏi mày mà mày câm như hến như thế, cái mặt mày ly ra như thế kia? Hả? Mày không trả lời tao, tao giết chết mày, tao giết chết. Chị, hỏi ông ấy thì biết. Ông nào, hỏi ông nào? Chồng chị ấy, tại vì ông ấy giở trò. Ông làm nhục tôi. Mày đừng có mắm mồm điêu, mày đừng có vấy bẩn, mày đừng có đổ oan đổ ức cho chồng tao nhé, con khốn nạn. Đề nghị tất cả giữ trật tự. Đi, ông chị. Không được gây rối trật tự ở đây. Đúng sai thế nào sẽ có pháp luật xử lý. Còn bây giờ mời đại diện người nhà anh Nhật và chị Luyến theo chúng tôi về trụ sở công an để làm việc. Dạ, chú theo các anh ấy về trụ sở công an. Chú nhớ là cái quan điểm của chị là chơi đến tận cùng cho con kia. Nó rũ tù thì thôi, nhớ chưa? Chú đi cùng với các anh ấy, còn chị ở đây chị chăm anh nhé. Anh yêu, chồng ơi, thu dọn đồ đạc giúp tôi. Nếu mà trả được nhà thì anh trả luôn cũng được. Tôi xác định rồi, nếu tôi có phải ngồi tù chả sao cả. Đời tôi bây giờ còn gì để mất nữa đâu. Này, lau cái mồm đi. Ừ. Không phải chu cái mỏ lên. Người đau chứ tay không đau mà lười như thế. Ươn ra. Chữa đi nhá. Chữa đi nhá. Đau quá. Tôi bảo này, lấy người ta 300 có vẻ hơi quá. 5-70 là vừa rồi. Chứ nhà đấy làm gì có tiền. Nhà đấy không có tiền nhưng chồng con Luyến có. Ừ nhỉ. Sao thính thế? Chả thính à? Ông nghĩ ai cũng ngu như cái mặt ông ấy. Hám gái lú hết cả người đi. Bây giờ thế này, việc của ông là nằm im đấy, tất cả để tôi lo, hiểu chưa? Nhưng mà ép người ta quá rồi bong ấy. Bong cái gì? Ông sót con Luyến đấy à? Đừng tưởng là tôi không biết gì nhỉ, tôi nói cho cái mặt ông biết. Không phải để tự nhiên mà nó đâm chứ đâu. Sau cái trận này ấy, mà không chừa cái tính trai gái cái được đi á, chết với tôi, không còn đường về nhà đâu, hiểu chưa? Nói bé thôi, tìm cái chìa khóa, về phòng trọ thu dọn đồ đạc, nhận được tiền cái được tích luôn. Tích đi đâu? Về quê. Cái gì? Về quê á? Sao lại về quê tầm này? Hả? Ai cho về mà về? Tiền đấy là để sau này dưỡng già, chưa gì đã rình rình ngoạn vào đấy. Bây giờ chịu khó ở lại đây thổi bong bóng thêm 5 năm nữa rồi hãy về, nhớ chưa? Này, đêm qua làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Anh nhìn thấy em chạy à? Đúng không? Tự nhiên lại quan tâm đến người ta thế. Nhưng mà có đúng không? Anh đừng có nhìn nhầm em thành con Luyến đấy. Thằng này có quáng gà đâu mà nhầm. Đấy, khai thật đi. Hôm qua em nhìn thấy thằng Nhật với con Luyến, đúng không? Đâu? Em chẳng nhìn thấy cái gì cả. Hôm qua là em đi lấy hàng, để quên cái túi tiền ở ngoài sạp, sợ mất thế nên em qua lại lấy. Sợ mất mật chứ mất tiền gì, đúng không? Anh, lấy quả lành lặn mà ăn. Hàng đấy thối khách trả lại, ăn vào cho hỏng người già. Bình ạ, chuyện nào đi chuyện đấy, chuyện này là chuyện cả đời người. Chuyện này là chuyện gì? Con Luyến nó đi tù ấy. Ở ngoài này Bình hết đối thủ nha. Bình nhờ
Hôm qua mình có nhìn thấy thằng Nhật với con Luyến nó đi. Em chả nhìn thấy cái gì cả. Ăn vào cho nó mát ruột, uống ít rượu thôi, chăm chút vào sức khỏe một tí. Lần sau thích ăn cái gì ấy, bảo em một câu em mang ra cho. Ôi, yêu chưa kìa. Yêu thế. Lúc nào chả yêu, bây giờ mới biết ạ. Mình ạ, đời nó chỉ yêu mình khi mình sống ít lỗi, làm được nhiều việc tốt. Kiểu như ghen tị vớ vẩn ấy thì đời nó cho mình là xấu tính. Nhưng mà kiểu ghen tị mà đổi trắng thay đen ấy, hả hê khi mà người ta bị hại ấy, thì đời nó gọi mình là bị ổi. Hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Thế hiểu rồi thì chả lẽ bây giờ em lại đi bênh cái thằng dê gái đấy à? Nếu mà em chót nhỡ thấy cái gì thì em cứ nói ra, lên công an khai báo, tức là tôi nhỡ thấy cái đấy, thế thôi, chứ có khó gì đâu. Đừng mà phải cái ki bo đúng không? Anh đừng nói đến cái chuyện này nữa. Từ hôm qua giờ em đau hết cả đầu. À, thế là em biết rồi đúng không? Ơ Bình ơi, làm người ấy, thà là người xấu tính chứ đừng bị ổi, người ta khinh cho. Em xin anh đấy, để cho em yên đi. Yên là yên thế nào được. Cả cái chợ này nó gọi anh là lưu nát mà. Không bỏ được cái tính khịa. Bình thông cảm cho anh nhé. Thế bây giờ anh muốn gì nào? Thì đơn giản thôi, sự thật. Em thấy gì thì em nói đấy, đơn giản vậy thôi, chứ có cái gì đâu mà em phải đây có nhiều nhạt gì đâu. Em không biết gì cả. Anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà anh có đi xin xỏ cho nó thế hả? Xin gì đâu. Em em đây này, người ta một lòng một dạ vì mình nhưng mà cuối cùng chẳng được cái gì cả. Ơi, tôi à, Lăng ơi. Bình, Bình, Bình. Dạ. Lại đây chị bảo. Mày có tội lỗi gì không mà mày nhìn ai mày cũng trốn tránh thế? Em tránh đâu? Điều gì em phải tránh? Tao nghe có người nói rồi, là cái đêm con Luyến nó xảy ra chuyện với thằng Nhật ấy, chắc chắn là có người nhìn thấy. Mặc quần áo lòe loẹt lắm, trông cũng giống mày. Hay là mày? Có đúng là mày không? Chị buồn cười thật đấy. Ở trên đời này thiếu gì người giống nhau. Có phải mình em mặc quần áo lòe loẹt đâu. Mà tại sao chị lại được cả anh Lưu nữa? Cứ chĩa vào em đấy nhở. Con Luyến nó là cái gì mà tại sao em phải quan tâm đến nó? Em chẳng biết cái gì hết. Là tao nói thế thôi, chứ còn tao cũng lên mạng tìm hiểu thông tin chán rồi. Nếu mà cái đêm hôm đấy nhá, thằng Nhật mà hiếp dâm con Luyến, mày nhìn thấy mà không khai á, đảm bảo đi tù. Đấy, công an người ta vừa vào, ban quản lý chợ người ta thu thập chứng cứ rồi đấy. Họ tìm thấy gì không chị? Này, chị nói thật, chị biết mày với con Luyến định chả ưa gì nhau. Nhưng mày thử nghĩ xem, con Luyến nó có tội gì đâu. 5 năm nhá, làm hùng hục như trâu như chó để giả nợ cho cái thằng chồng khốn nạn ấy. Bây giờ nếu chẳng may mà nó phải đi tù oan, thì mày ở ngoài này có thanh thản được không? Mà thời buổi bây giờ ấy, quả báo nó đến sớm lắm. Một mình cầm đàn cứ hát mênh mông trời chiều, một người ngồi vẽ chữ yêu, một mình trải lòng giữa chốn hoang sơ cỏ dại, một mình ngồi buồn vu vơ, để rồi giọt đàn cứ ngấm vào chiều tà, để rồi lòng tự biết đau buồn vì cuộc đời có quá nhiều gian.